Rồi ok, mình qua part 2 ha, điền vào chỗ trống question 6 to 10, từ câu 6 tới câu 10. Ok, bài làm thì bạn khoanh tròn thôi, còn mai mốt đi thi thì mình sẽ ghi A, B hoặc C vào trong cái tờ answer sheet, chứ nó không phải khoanh tròn trong cái đề mình muốn làm gì làm. Ok, người ta có cho mình một câu ví dụ. Susan wanted to go shopping last Saturday morning. Susan đã muốn đi mua sắm vào sáng thứ bảy tuần rồi. Rồi câu số 6, her friend Carol chấm 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 said she like to go to. Her friend Carol told she like to go to. Mình có told. Nếu mà told thì sau này phải có tân ngữ. Ask cũng vậy, ngoài động từ. Told someone, ask someone. Còn ở đây là sau này là một cái câu, she like to go to, cho nên said mới là đúng ha các bạn. Ok, ngay chỗ này mình chọn her friend Carol said she like to go to. Told thì told her dad, hoặc là told her she like to go to. Ask cũng vậy. Ví dụ ask her. Ok. Rồi câu số 7, at the shopping center they went up in the chấm 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 to the shop on the second floor. Ở tại trung tâm mua sắm thì họ đã đi lên. Ở đây mình có cái giới từ in. Như vậy in stair không được, in the stair trong cái cầu thang bộ không được. Trong con phố để đi lên trên cái cửa hàng ở trên tầng 2 thì là sai nghĩa. Như vậy mình còn stair với lift thôi. Lift là thang máy, stair là thang bộ. Nếu đi thang bộ phải on the stair ha. Ok, vậy ở đây thì nó là in the lift. Ok, câu C ha. Ở tại trung tâm mua sắm thì họ đi vào thang máy để đi lên cửa hàng ở trên tầng 2. Câu số 8, Susan try on some shoe but they were the chấm 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 color. Susan try on là gì? Thử ha các bạn. Vậy mình có thử một vài đôi giày nhưng mà chúng nó đê này thế cho shoe thì nó làm sao? Cái màu nó bị sai. Chứ không phải màu đậm thì vẫn lấy được thôi, chỉ có màu nó không có hợp, màu sai màu á thì mới không mua. Ok, they stopped in the cafe. They stopped in the cafe for a drink and has an chấm 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 up kid. They stop in a cafe for a drink an chấm 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 up kid. Mình có up kid thì có piece of kid. Chỗ này có nhiều bạn nhầm part of kid. Part này là phần trong bài học của mình nè, part 1, part 2, part 3. Chứ còn mẫu bánh á, nếu mà lát bánh thì nó có chữ slice of kid cũng được ha. Bánh mì á thì mình có slice, còn ở đây nó không có chữ slice này. Cho nên mình đã là piece of cake, một mẫu bánh. Ok, câu số 10, the cafe were chấm 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 but they didn't have to wait a long time. Cái quán cà phê thì sao mà họ không phải đợi lâu? Quán cà phê thì nó nhanh mà không phải đợi lâu thì không hợp nghĩa. Quán cà phê were late, trễ, không phải. Quán cà phê thì nó busy, là nó bận rộn, đông khách, nhưng mà chúng tôi không cần phải đợi lâu. Rồi ok, thì đọc lại cho các bạn ha. Câu số 6, number 6. Her friend Carol said she liked to go too. At the shopping center, they went up in the lift to the shop on the second floor. Susan tried on some shoes, but they were in the wrong color. They stopped in the cafe for a drink and a piece of cake. The cafe were busy, but they didn't have to wait a long time. Xong ha.